Sau khi quyết định rời khỏi chỗ làm, Oshin bất chấp tất cả, một mình lê bước đi trong cơn bão tuyết, rồi bất tỉnh trong ký ức miên man. Khi Oshin choàng tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong căn chòi này. Với sức lực của một cô bé vừa mới tròn 7 tuổi, kiệt sức ngất đi trong bão tuyết là chuyện thường. Nhưng rất may, cô đã được người thanh niên này cứu mạng. Nhưng người thanh niên đã cứu mạng cô trong bão tuyết là người như thế nào? Đến giờ vẫn là câu hỏi đối với Oshin. Anh để em giúp cho, có việc gì anh cứ giao, kêu em dọn việc nhà cũng được. Bất cứ việc gì em cũng làm, em có thể nấu ăn nữa đó. Không cần phải nấu gì đâu, thứ gì ăn được thì cứ cho vào nồi rồi nấu lên. Như tối nay có món thịt thỏ nấu với củ cải và hạt dẻ, thịt thỏ tuyệt vời lắm đó. Nước này là do tuyết tan ha anh? Nếu mùa nào không có tuyết thì chịu khó ra bờ suối lấy nước. Nói vậy là anh ở đây quanh năm hay sao? Kể cả mùa hè nữa hả? Ông cũng vậy đó hả anh? Là bác Achusi đó hả? Bác ấy làm nghề đốt than ở ngay lò than gần đây thôi. Vậy anh cũng làm nghề đốt than hả? Để em cắt cho. Không cần đâu, nhóm lửa giùm anh là được rồi. Nhưng sao anh lại ở đây có một mình vậy anh xin xa cư? Ba mẹ anh đâu mà em không thấy? Em năm nay mấy tuổi? Dạ 7 tuổi. Mới 7 tuổi đã phải đi làm rồi sao? Nhà em nghèo và đông người, bà nội hay đau ốm còn hai em nhỏ nữa. Em mà không đi thì coi như cả nhà em không đủ gạo ăn đâu. Nếu như em đồng ý đi làm, nhà em được trả công một bao gạo lớn. Lúc đó cả nhà em và em bé trong bụng cũng được ăn no. Cầu cho mẹ em sinh nở bình an. Vất vả quá phải không? Vì vậy mà em quyết định bỏ trốn chứ gì? Vất vả không là gì với em. Họ đổ cho em ăn cắp 50 xu của họ, nhưng đó không phải là lý do để em buông xuôi tất cả ra đi đâu. 50 xu đó em rất quý, vì đó là tiền bà em tặng trước khi em lên đường. Đồng tiền mà bà của em chắc chiêu dành dụm suốt bao nhiêu năm nay, đến nỗi đói bụng muốn lả người, em định cầm đồng 50 xu đó mua thứ gì để lót dạ. Nhưng khi nghĩ tới đồng tiền bà phải chịu đói chịu khát dành dụm cho em, nên nếu xài thì em thấy không cam lòng. Thật quá đáng, họ một mực đổ cho em là ăn cắp chính đồng tiền của mình. Lúc đó em rất tức giận, nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng. Bởi vì nhà em đã nhận một bao gạo nên em phải làm tới cùng. Rồi đến khi em ra bờ sông để giặt tã, tự nhiên lòng em cảm thấy nôn nao muốn về nhà. Đừng nói nữa. Nhưng tại sao em lại bỏ đi ngang xương vậy chứ? Lẽ ra em phải chịu đựng, cố gắng chăm chỉ làm việc chờ đến mùa xuân năm sau. Nè, em tên gì? Oshin. Oshin hả? Nghe cũng hay đó. Chữ Shin tên của em có nghĩa là đáng tin hay nghĩa là niềm tin, hai chữ đều đồng âm. Chữ tự tin trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là Shin, và chữ bản thân trong tiếng Nhật cũng là chữ Shin. Nếu có cái gì mới cũng gọi là Shin, cái gì mà chân thật cũng gọi là Shin, nhẫn nại cũng gọi là Shin. Còn nữa, chữ thần thánh cũng gọi là Shin. Nếu xét cho kỹ thì tên của em thực sự rất tuyệt vời. Em phải sống xứng đáng với cái tên đó. Cho dù tên em đẹp tới đâu đi nữa thì bây giờ cũng chẳng giúp em về nhà được đâu. Được rồi, đằng nào cũng phải chờ tuyết tan mới về nhà được. Ngồi đây nghĩ lung tung chẳng ích lợi gì. Em cứ yên tâm ở đây và quên mấy chuyện đó đi. Không còn bao lâu nữa, mùa xuân sẽ đến. Bác Achusi, bác vẫn còn đốt than sao? Bất chấp ngăn cản của tôi, cậu vẫn nhất quyết để con bé ở lại chứ gì? Suy nghĩ kỹ đi, giờ vẫn chưa muộn đâu. Cậu phải tìm cách khiến con bé không thể tiết lộ cho ai biết mới được. Thức ăn dự trữ không đủ đâu, chỉ đủ cho cậu và tôi thôi. Cho dù tôi có đốt thêm được thật nhiều than, hay cho dù cậu có săn được nhiều thỏ đi nữa, cũng vô ích thôi. Phải chờ tới mùa xuân mới xuống núi được, đến lúc đó chúng ta chẳng còn gì để đổi lấy đồ dùng đâu. Cho dù chúng ta có nhiều than đi chăng nữa,
cũng không đổi được gì, chẳng lẽ ăn than để sống à? Món này ngon thật đó. Nè, đừng có ngại, để anh lấy thêm cho. Thật sự từ trước cho tới bây giờ em chưa được ăn nhiều như vậy. Ngay cả trong thời gian đi làm, món nhiều nhất mà em có thể ăn là một chén cơm độn củ cải. Ngoài ra chẳng có thức ăn gì hết. Em cũng không được ăn súp nóng như vậy đâu. Chờ đến khi người ta ăn xong thì đã nguội lạnh rồi. Ăn đi. Lúc em còn ở nhà cũng vậy đó. Ước gì bà và mẹ được ăn ngon như vậy. Vậy hả? Nếu cháu nói như vậy, có nghĩa là nhà cháu cũng là tá điên phải không? Nhà ông cũng vậy. Ông là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân. Hồi xưa khi bằng tuổi cháu bây giờ, ông cũng phải đi ở đợ cho nhà địa chủ thôi. Khi thời tiết sang đông như vậy, tuyết phủ đầy không có ruộng để cày nữa, dĩ nhiên là không có gạo để ăn. Vì vậy ông chuyển sang làm nghề đốt than. Núi này đốt hết củi thì mò sang núi khác để đốt củi lấy than tiếp. Thật may thầy, cuối cùng ông cũng có thể lấy vợ. Ông có tới hai đứa con trai, nhưng tụi nó lớn lên, không hiểu sao tụi nó lại đi lính hết. Thật ra thời gian đó hầu như nhà nào cũng làm nghề đốt than. Nếu không cho con đi lính thì chẳng bao giờ đủ ăn. Cuối cùng thì cả hai đứa con trai của ta đều chết hết. Nhưng tại sao hai anh lại chết? Tại vì chiến tranh, trận đánh trên đồi 203. Biết làm sao được. Nếu chỉ dựa dòng nghề đốt than thì sẽ mãi mãi sống cuộc sống cực khổ như vậy. Chính vì bọn nó không muốn sống cuộc sống cực khổ nên mới quyết định đi lính. Bác A.G.C, người cũng đã chết rồi, không sống lại được đâu. Bác cũng không nên quá đau buồn làm gì. Ta nói chuyện này không phải vì ta nhớ con ta mà là vì cậu. Chết cũng coi như là chấm hết tất cả, nhưng không phải là buông xuôi mà là cố gắng hết sức để tồn tại. Cậu biết không? Cháu biết. Mạng sống này của cháu là do bác ban cho, nhất định cháu sẽ không đến mất nó đâu. Mỗi khi mùa đông đến, ba cháu cũng đi đốt than như ông vậy đó. Nhưng tới giờ cháu chưa từng thấy đốt than lần nào hết. Từ trước tới giờ ông đốt than ở đây hả ông? Không đâu. Nếu như núi này hết củi để ta đốt thì ta qua núi khác tìm củi đốt chứ. Vậy là anh cũng theo ông hả? Phải. Theo ông thấy công việc ở đây sắp xong rồi, chắc chờ tới mùa xuân là ông và cậu ấy sẽ đến một nơi khác. Lần này đi tới đâu vậy ông? Cháu hỏi cái gì mà nhiều quá vậy? Bộ anh sinh ra cư không có nhà sao? Nhà của nó ở đây nè. Không ổn chút nào hết. Sau khi đưa con bé về làng phải rời khỏi đây ngay lập tức, không chần chờ được. Nó mà kể cho người trong làng nghe là chết. Tiếng súng đó là do anh bắn hả? Công nhận anh sinh sang cư bắn giỏi thật đó. Đối với Oshin, cuộc sống nơi hoang vu này hoàn toàn lạ lẫm. Hầu như mọi điều mới mẻ khiến cô bé rất đỗi ngạc nhiên, nhưng cô lại bị cuốn hút bởi sự ngạc nhiên đó. Và cứ thế từng ngày trôi qua, cô dần thích nghi với cuộc sống mới. Chuyện gia đình và xưởng gỗ chìm dần vào quên lãng. Cô bé như đang sống trong một thế giới khác, không lo toan, ưu phiền. Anh làm ăn kiểu này lần sau ai dám tin? Còn bé mới 7 tuổi mà anh nói nó 9 tuổi. Làm không được việc gì hết, đã vậy còn bỏ trốn nữa. Anh coi làm vậy có quá đáng không? Tất cả cũng tại chúng tôi tin tưởng anh quá mức, cho nên mới xui xẻo như vậy nè. Tôi thật xin lỗi. Tôi cũng không nghe gia đình Oshin nói năng gì, nên từ bữa tới giờ tôi cũng thấy hơi lo, không biết nó đã về nhà chưa. Tính ra nó đi cũng đã được 20 ngày rồi, tôi thấy thật không an tâm. Bà chủ yên tâm đi, chắc chắn là nó đã về tới nhà rồi, chẳng qua nhà nó không cho mình biết thôi. Để cho chắc ăn, tôi sẽ đến nhà nó một chuyến coi sao. Nếu anh nhìn thấy nó cũng đừng đem nó về đây.
Nó đã muốn bỏ trốn thì cho nó biến luôn đi. Tôi muốn nó nên người nên mới nghiêm khắc với nó vậy thôi. Vậy mà nó lấy quán trả ơn với tôi là sao chứ? Còn việc này nữa, nó nhà nó hoàn trả lại bao gạo cho nhà tôi. Đúng một bao gạo, không được sót đó. Chị Gine à. Chứ gì nữa, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận nếu bỏ trốn thì phải hoàn trả lại bao gạo mà, đúng không? Phải. Lấy bao gạo đó, anh hãy kiếm cho tôi một đứa bé khác ngoan hơn về đây. Bữa giờ cậu ta kê không có ai trông coi, bà chủ cũng vất vả lắm rồi. Lần này làm ăn đàng hoàng nha. Chuyện này lỗi là do anh đó, cảm phiền anh giải quyết gọn lẹ giùm tôi cái. Dạ. Còn nữa, nếu gặp Oshin, anh làm ơn chuyển cho nó cái này giùm tôi. Đây là 50 xu của nó. Anh nhất định không được quên đó. Sao lại đưa nó tiền? Cứ đưa là nó hiểu à. Chuyện này là do chúng tôi trách lầm con bé, nhờ anh giúp chúng tôi chuyển lời xin lỗi đến con bé. Anh chỉ cần đưa thôi, không cần nói gì. Những chuyện như vậy nó không chịu đựng được là do lỗi của nó thôi. Xin bà chủ đừng bận tâm làm gì. Anh sinh ra cư là thợ săn hả? Thường ngày đi bắn thú rừng để lấy thịt ăn, rồi nhờ bác Achishi đổi lông thú để lấy đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Chắc đúng vậy đó. Là thợ săn có khác, ngay cả cách nói chuyện cũng khác người bình thường. Nghe giọng anh không giống như giọng người dùng này. Vậy sao? Anh biết đọc phải không? Em thấy anh có nguyên đống sách trên bàn. Anh biết đọc chữ katakana hả? Em coi qua trong sách của anh, có rất nhiều chữ lạ mà em chưa từng học qua bao giờ. Thực sự em rất muốn đọc những chữ trong sách đó. Nếu em được đi học, sau này sách nào em cũng đọc được hết thì tốt quá. Vậy là em thích đọc sách sao? Trước giờ em chưa được đọc sách. Trước đây anh được đi học đúng không? Đi ngủ đi. Em viết được chữ katakana đó anh. Em đã viết cho mẹ em một bức thư rất là dài, nhưng bây giờ không có ai đưa thư giúp em hết. Em muốn nói cho mẹ biết em đang sống rất bình an, được một anh thợ săn và bác đốc thang chăm sóc. Em muốn báo cho họ yên tâm, như vậy em cũng thấy nhẹ lòng nữa. Nếu có thể, em rất muốn được sống ở đây với anh luôn. Em ngủ trước đi. Kê, anh tới có việc gì gấp sao? Haruhimitsu xảy ra chuyện hả? Con Oshin nó trốn về đây rồi phải không? Oshin? Người ta trách tôi đã giới thiệu một con bé không ra gì. Thử hỏi làm sao tôi còn mặt mũi gì nữa chứ. Anh nói con Oshin về nhà hồi nào? Đến giờ tôi có thấy nó về đâu. Cô đừng ở đó giả bộ không biết gì. Người ta nói nó đã trốn về từ 20 ngày trước. Nó không đi về nhà thì nó còn đi đâu được chứ? 20 ngày rồi sao? Tôi không có bắt nó lại đâu. Người ta nói là không cần đứa vô tích sự như nó nữa. Chính vì vậy chúng ta nên ngồi nói chuyện cho sòng phẳng mới được. Đến giờ tôi vẫn chưa thấy con Oshin về tới nhà. Tôi nói thật, không biết con tôi có chuyện gì không đây. Lẽ ra giờ này phải về nhà rồi chứ.